Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện, thì hôm nay Luyện sẽ làm một cái mạch là ba bóng đèn này khi chúng ta thử đứt trung tính nó như thế nào. Và cái bóng đèn này thì cái sợi tóc nó sẽ khó cháy hơn so với ví dụ như thiết bị mà điện tử, ví dụ như là tivi hay là bộ nguồn máy cái bo máy lạnh và tất cả những hệ thống IT hay là những cái CPU á hay là PC đó thì nó rất là nhạy cảm. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm trước tôi đang nhầm lẫn về một cái cách mà đo điện mà tôi nói cái đồng hồ tôi không đo lên đó, thì thưa quý vị là tôi đang bị nhầm giữa cái điện 3 pha với 1 pha. Tại vì cái điện 3 pha thì sẽ có các cái điện áp sẽ khác nhau. Còn hôm đó tôi đang bị nhầm lẫn là cái vấn đề là cái điện 1 pha tôi lắp nên tôi đo bị sai ngay chỗ đầu đuôi bóng đèn. Đáng lẽ đầu đuôi của bóng đèn tôi sẽ đo với trung tính của nguồn là chênh lệch điện áp là bao nhiêu. Cho nên hôm đó tôi mới đo điện áp pha với điện áp ngay chỗ đầu đuôi của đèn thì nó không lên, nó chỉ lên 1-2 volt, mà tôi nói là cái đồng hồ nó bị hư. Cho nên là cảm ơn quý vị cũng đã bỏ qua cái lỗi này, và một số người nhận thấy những cái lỗi này là đang sai, đã nhìn nhận ra được vấn đề. Thì ngày hôm nay đó Luyện cũng sẽ ứng nghiệm để thí nghiệm được cái vấn đề này. Ở trên này Luyện có 3 phụ tải khác nhau, đó là một cái đèn là 40W, một cái đèn là cái này là 10W và một cái đèn này là 5W ha. Cái đèn này mấy watt đây? Thì quý vị sẽ thấy cho nó sáng. Ở đây dây trung tính nguồn tôi sẽ để ở đây và tôi sẽ bật từng pha ha. Quý vị nếu bình thường thì nó không có gì hết, bây giờ là 3 pha này đang sáng bình thường. Thì quý vị sẽ thấy là nó đang sáng với những cái phụ tải khác nhau. Camera có thể thấy, để tôi xem kiểm tra thử là nó có rõ không. Bây giờ nha, tôi sẽ cho đứt trung tính nha quý vị. Chúng ta sẽ cho đứt trung tính. Thì quý vị sẽ thấy là cái bóng này nó sẽ bị mờ. Và một cái bóng nó sẽ sáng cực kỳ hơn, quý vị sẽ thấy là cái bóng này sẽ sáng hơn. Cái điện áp nó lớn hơn. Bây giờ tôi so với trung tính đứt đây nha, trung tính phụ tải nè. Thì hiện giờ nếu mà mình sử dụng thông thường thì quý vị sẽ thấy là nó đang có lửa nè. Đúng không? Có lửa đi về nè. Cái điện áp ở đây rất là cao, cho nên là nếu như quý vị mà để thấy là những cái bộ nhạy cảm nào đó nó sẽ cháy, để một thời gian là nó như khác hết. Giống như vụ đứt cắt trộm dây trung tính ở Gia Lai. Thì ở đây này quý vị sẽ nhìn thấy cái con số tôi sẽ đo thực tế, mà hôm trước á tôi đang nhầm lẫn về cái vấn đề là ở ngay cái điện 1 pha mà thành 3 pha ha. Rồi camera cố gắng sẽ lấy được cái điện áp cho rõ trên này nha. Có thể là dí camera tới. Bây giờ điện áp ở pha so với trung tính đứt là bao nhiêu? Là 326V. Quý vị thấy không? Nó tùy thuộc phụ tải, có thấy được 326V không? Mờ hả? Thấy kỹ thấy rõ. Kỹ à? Thấy kỹ à? Đây, 300 mấy. Thấy được số không? Rồi thấy rồi, đo đi. Rồi, một pha ha. Cái pha sáng mờ là cái chắc chắn là sẽ là pha nào? Cái bóng đèn ở pha C, pha B nè. Là bao nhiêu? Cầm nó đi lên. Là 8,89 đúng không quý vị? Nó khoảng gần 10V, nó gần được 9V. Rồi cái pha C ha, quý vị nó thấy nó 8 mấy không? Thì cái pha quá điện áp đó, quý vị sẽ thấy là cái bóng đèn ở bên tôi nó sẽ sáng bất thường. Quý vị nó xúc đèn rồi, quý vị chờ tôi chút. Tôi đo lại một chút xíu quý vị. Sẽ tôi thấy là cái có một số bóng đèn của tôi nó bị khét rồi đó. Quý vị thấy là bị cháy luôn rồi, quý vị thấy cái pha này bị cháy chưa? Thời gian nó sẽ bị khét nha. Cái điện áp tôi đo ở đây, cái điện áp đầu là chúng ta là đo bao nhiêu ta? Điện áp pha A so với đứt trung tính là 230. 326 thấy rõ không em? Rõ. Pha B 300 mấy? 322. Pha C 77V. Quý vị sẽ nhìn thấy là cái bóng đèn này đang sáng rất là cực kỳ mờ, là do vấn đề của sụt áp. Và quý vị sẽ thấy thằng này nó sẽ sáng hơn, và một thằng rất là bình thường. Bây giờ tôi đóng lại trung tính. Quý vị thấy là thằng này nó giảm lại đúng không? Do thằng này quá điện áp nè.
Cho nên trong khi đứt trung tính nó, tôi nói với quý vị là không phải là pha nào cũng cháy nhưng sẽ cháy trên pha này. Vấn đề là do ăn thua là điện trở, và công suất phụ tải trên đó nó như thế nào, nó dẫn đến điện trở như thế nào để mà nó cháy thôi. Quý vị sẽ nhìn thấy lại nha, bây giờ tôi tác động này, quý vị đang thấy, chú ý là nhìn cái hình ảnh này là quý vị sẽ thấy là nó đang sáng mờ ha. Tôi cho nó tác động đứt trung tính ha. Quý vị thấy là nó sáng bất thường không? Thấy không nhỉ? Thấy sáng khác không em? Ok. Cái hiện tượng này là hiện tượng đứt trung tính này, thì cái trên cái pha này chắc chắn là cái pha này sẽ bị cháy. Nha. Thì quý vị sẽ thấy là để nó sáng một thời gian, mà nếu tôi để cái này sợi dây tóc này nó khó cháy đó, tôi để một thời gian khoảng một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng thì chắc chắn cái bóng đèn sẽ bị cháy. Rồi tôi đóng lại, quý vị để ý nè ha, tôi đóng lại nè ha. Quý vị thấy nó mờ lại không? Thì do vấn đề là quá điện áp. Như vậy á thì quý vị sẽ thấy là tức khắc là trong nhà dân nó sẽ cháy lên liền. Hiện tượng này thì lúc đó là cái Z0 của nó là cái tổng trở của nó là sẽ khác nhau, cho nên là cái dòng điện nó sẽ không có cân bằng, và nó xuất hiện được cái điện áp ở về cái điện áp ngược đi về, do có vấn đề là hộ cảm giữa các cuộn dây trong cái vấn đề đó sau nè. Ok, quý vị mới vừa nhìn thấy là tôi đang làm ba bóng đèn khác nhau thì không có vấn đề gì cả. Khi đứt trung tính, không cần trung tính thì nó sáng rất là bình thường. Còn ở đây nó cũng sẽ là bất bình thường. Quý vị sẽ thấy do cái ba cái tải này là quý vị sẽ thấy là cái vấn đề là trên cái mắt lưới này nó sẽ không bằng nhau. Cho nên luyện biết được bao nhiêu sẽ chia sẻ cho quý vị bấy nhiêu. Đó là cái tấm lòng chân thành của mình. Cảm ơn quý vị, một số anh em đã hỗ trợ tương tác, đã hỗ trợ với mình để làm được những cái công việc để chia sẻ cho cộng đồng tốt hơn. Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy là cũng là bất bình thường, quý vị thấy nó khác thiệt không ạ? Quý vị mà thấy mà trong đèn mình, nhà mình mà cái nào mà nhấp nháy đỏ lửa lên mà nó sáng, mà nó sáng mờ mờ, mà đèn led mà nó nháy là quý vị biết là nó mất trung tính. Mất trung tính rất là nguy hiểm. Quý vị thấy là lửa nó về đây ngay, đó là do cái điện áp. Cái dòng này có người giải thích cho tôi á, là trong động cơ ba pha đó, khi mà đứt trung tính á, thì xin lỗi, khi mà đứt pha đó là do dòng nó sẽ đổ về cái pha đứt, không có phải. Mà hôm trước tôi có comment trên một cái kênh, tôi nói là thầy ơi, thầy xem lại cái việc đó nó đúng hay không. Một người thầy dạy ở trung tâm ở trên mạng, thì cái người thầy đó chắc là có lẽ là bằng tuổi với tôi, rồi có thể là bằng một thời với tôi. Thì quý vị sẽ thấy là không phải là chúng ta dùng những cái lời lẽ để mà nó thô thiển như vậy. Tại vì trong cái vấn đề thời gian đôi 3 phút hay 5-10 phút gì đó, nó không giải quyết được nhiều cái vấn đề đâu. Kể cả thầy tôi cũng vậy, tôi nói là Luyện ơi, cái này là thầy với em trao đổi như thế nào để giải quyết vấn đề này nha. Làm sao mà thầy tôi là biết hết mọi thứ được. Năm 2009 tôi hỏi tiến sĩ Nguyễn Vũ Ánh là một cặp nhịp ở trên một sợi dây đông thế đó là cái gì. Nửa tháng sau thầy gọi điện báo cho tôi rằng là cái đó là để mình triệt cái dòng dao động của khi có sóng, khi có mà có gió, có đồ nó lung lưa, để nó nhịp lại, để nó giữ cho cái sợi dây nó an toàn, nó không có bị hiện tượng là coi như là tạo ra cái tần số cứng bức để nó sẽ làm rớt cái sợi dây điện nó ra, cái sợi dây trong thế đó. Thì cảm ơn quý vị sẽ thấy rõ một lần nữa là quý vị thấy là nó lên một pha nó không có vấn đề gì ha. Quý vị thấy nó không sáng được hai pha hay chưa, khi bật hai pha thì cái pha này nó cũng bất bình thường, quý vị thấy không? Thấy không? Cái này nó sáng lên, quý vị thấy là xe mờ liền. Và quý vị sẽ thấy nó rất là nóng ở trên này, và nó rất là nóng như thế này là cái này nó sẽ bị cháy. Đó, bây giờ tôi đóng lại thì quý vị sẽ thấy nó rõ ràng, nó đưa về cái trạng thái là ok. Như vậy cái vai trò của dây trung tính này quan trọng không? Nó quan trọng chứ, để nó cân bằng điện áp mà. Nếu như trong cái tải mà không có dây trung tính này nó rất là nguy hiểm, cho nên cái dây trung tính đó thì người ta sẽ lấy ngay chỗ cái trạm biến áp, người ta sẽ nối cái dây trung tính dưới đất. Thì hôm nào thì mình sẽ làm một cái bài và có cách nối đất như thế nào, và thật sự ra để là nối đất an toàn cho cái người dùng và an toàn điện thôi. Như vậy thôi, chào các bạn. Nếu quý vị sẽ thấy những cái video mà nó có giá trị thì quý vị sẽ đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích. Thân ái chào quý vị.